Chào các bạn. Tôi là Cryon đến phục vụ cho từ trường trái đất. It is a meld you see. Bạn đang nhìn thấy một sự hợp nhất. It requires that the human being con người cần phải mở rộng trí óc. But there's still a filter. Nhưng những màn lọc vẫn có ở đó, vì con người luôn sẽ có những ảnh hưởng từ văn hóa và ngôn ngữ của mình, cũng như những sự thiên lệch trong cách người ấy trình bày. Và đó là lý do tại sao Thượng Đế chia sẻ thông điệp này qua những nền văn hóa, thông qua những con người khác nhau, và bạn sẽ nhìn thấy được nó. Cryon, khi có nhiều người và nhiều ngôn ngữ nói về Cryon và nhắc lại càng nhiều lần thì nó lại càng trở nên phù hợp. Để khi bạn nhìn thấy những người tự gọi mình là Cryon đang dẫn kinh trong những nguồn ngôn ngữ khác nhau, hãy biết rằng điều đó là chấp nhận được. Và chúng tôi nói với các bạn điều này để bạn có thể hiểu được hệ thống lượng tử chẳng hề liên quan gì với sự chia cách. Và sẽ có những người mong muốn xây một bức tường bao vây mình và rồi gọi đó là của riêng. Và nếu như bạn thấy việc này, bạn sẽ biết đó không phải là Cryon. Đó sẽ là bài test. Hãy tìm xem tính lượng tử của nó, liệu nó có mặt ở đó hay không, và nhận biết những sự thiên lệch mà chúng tôi đang nói vào ngày hôm nay về việc loài người muốn làm gì với con đường tâm linh của mình. Chúng tôi mời nhóm người giúp đỡ, những người đã có mặt từ sáng để tự kích hoạt mình, để trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Đó là bởi vì người cộng sự của tôi chỉ nói được ngôn ngữ này. Và trong chiều không gian này, các bạn chỉ nghe được một từ một lúc. Nhưng chúng tôi có quá nhiều điều muốn nói. Và xét cùng với thời gian hiện tại, đây là cái mà chúng tôi gọi là ngôn ngữ thứ ba. Đó là ngôn ngữ của con số ba. Nó không phải là được hiểu theo kiểu ngôn ngữ trong chiều không gian đơn chiều theo thứ tự 1, 2, 3. Nó có năng lượng của con số ba. Nó là năng lượng chất xúc tác. Chất xúc tác, theo định nghĩa tâm linh, là một năng lượng chứa đựng sức mạnh để thay đổi những năng lượng khác mà nó không hề bị biến đổi. Vì vậy, đó là một ngôn ngữ thuần khiết và thâm sâu mà tất cả các bạn đều hiểu được. Và nó có mặt ở đây. Và nó bắt đầu bằng cách đến thăm từng người một trong các bạn, thường là theo một cái cách của vật lý. Đôi khi nó gây áp lực lên trên bạn, làm cho bạn không thể cử động theo một hướng nào đó. Đôi khi là sức nóng hay là cảm giác lạnh. Tôi chỉ có thể làm đến thế để cho các bạn thấy được bằng chứng về điều đang xảy ra vào lúc này. Nó có thật. Nó không phải là một người đàn ông đang giả vờ dẫn kinh, dù nơi này đang có một tâm thức sắp sẽ rời đi vì ý nghĩ như vậy. Tôi muốn nói điều này vì khi người đó rời đi, các thiên thần sẽ vây quanh người đó, cũng sẽ nhiều như những thiên thần đang ở bên cạnh một người chữa lành giỏi nhất trong khán phòng này. Vì ở đây không có sự phán xét nào về bất cứ ai trong các bạn, dù bạn có chấp nhận hay là từ chối năng lượng này hay thông điệp này hay không, thì nó cũng không làm cho bạn ít xứng đáng để được giác ngộ hay là không. Hoàn toàn là ở tự do ý chí của các bạn. Các bạn được yêu tới từng chút một, dù cho bạn có chọn lựa gì đi chăng nữa. Tôi muốn nói về sự chuyển đổi. Tôi muốn nói về nó theo cái cách mà tôi chưa bao giờ nói về nó trước đây. Những điều thực tế mà Thánh Linh đã biết trước. Trước tiên, tôi muốn nói về cuộc sống của bạn. Tôi biết được những ai đang ngồi ở đây trước mặt tôi. Tôi không chỉ biết từng người trong các bạn không mà thôi, mà tôi biết cả năng lượng của nhóm người đang ngồi ở đây trước mặt tôi là những linh hồn già
như cộng sự của tôi đã gọi. Không một ai trong số các bạn, không một ai cả, là người chỉ mới đến trái đất lần đầu tiên. Vài người trong số các bạn đã được tái sinh vào những nền văn hóa khác nhau mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của các bạn. Và vì vậy mà các bạn có mặt ở đây, trong căn phòng này, cùng với những người khác. Chúng tôi muốn nói về việc từng người trong số các bạn được sinh ra vào những xã hội với những trải nghiệm khác biệt và việc bạn không thể không làm. Nó được gọi là gia đình. Các bạn quá nhỏ bé để có thể ra quyết định. Bạn sẽ nghĩ mẹ mình là ai, cha mình là ai. Tuy vậy, bức tranh tổng thể thì khác cái mà bạn đang nghĩ lắm. Vì lần này, bạn có một tiềm năng để thức tỉnh. Tiềm năng này đã được biết đến, nó không phải là được định sẵn, nó được sắp đặt. Điều này có nghĩa là nó chỉ là một tiềm năng. Xét trên năng lượng của Akash của các bạn, những người từ những nền văn hóa khác nhau mà đang có mặt ở nơi này, họ có mặt ở đây bởi vì chuyến đi này là cần thiết để cho các bạn có thể ngồi ở đó và lắng nghe về tất cả những gì đang xảy ra với bạn, dù cho bạn có nhìn nhận nó như thế nào, rằng nó đúng hay sai, khó khăn đều là để cho bạn trưởng thành lên. Các bạn thân mến, tất cả những điều các bạn đã trải nghiệm, các bạn có thể nói điều này không đúng đâu, Kryon. Tôi sẽ không bao giờ chọn lựa như vậy, như kia cả. Chúng là những trở ngại cho tôi, và tôi sẽ đáp, chúng không phải là trở ngại đâu. Chúng là những bong bóng, cơ hội của tâm linh. Chúng nổ ngay phía trên đầu bạn, để có thể đẩy bạn vào cái nơi mà bạn sẽ không chịu đi vào, và cả cái nơi mà bạn đang ngồi ở đây nữa. Các bạn đã cho phép chúng được xảy ra, các bạn đã tái sinh vào cùng một gia đình, và bạn phải sống với điều này. Và trong trường hợp sự thức tỉnh được gọi là sự chuyển đổi, chúng tôi biết rằng các gia đình không phải đều cùng chuyển đổi cùng nhau. Điều đó có nghĩa là một vài người trong số các bạn đã phải ra những quyết định khó khăn. Và ngay cả khi bạn đang ngồi ở đây, dù bạn yêu thương gia đình mình thế nào, bạn phải tách mình ra khỏi họ. Giờ thì bạn đang xem thấy một điều mà chúng tôi đã dự đoán trước. Chúng tôi đã nói với các bạn về một trận chiến đang xảy ra ở ngay trên cái cầu. Những lưỡi gươm sẽ ngăn cách bạn khỏi hầu như là tất cả những người khác. Tôi muốn nói với các bạn rằng đây là sự chuyển đổi. Cái năng lượng mà bạn đang sống cùng vào giây phút này là có mục đích của nó, và nó chẳng hề dễ dàng. Chúng tôi đã nói về DNA rất nhiều lần, nhiều đến mức tới ngày hôm nay có những người không hiểu được vì sao Kryon lại nói về sinh học nhiều như thế. Nhưng họ không hiểu gì hết về tri thức sâu xa của DNA, rằng bản chất của DNA chính là tâm linh. Và chúng tôi muốn nói về nó một lần nữa. Các bạn mang trong DNA của mình một lối tư duy cũ gọi là nghiệp. Và các bạn đã được sinh ra cùng với nó, tất cả các bạn. Và đây là kiếp sống mà bạn sẽ thay đổi điều này. Đây là kiếp sống mà bạn sẽ thoát ra khỏi nghiệp để đi vào một lãnh địa của sức mạnh tự thân, nơi mà năng lượng nghiệp không tồn tại trong cuộc đời của bạn một chút nào cả. Và những câu hỏi về nghiệp đã được đặt ra rất nhiều lần.
Tôi muốn trả lời một vài câu trong số đó. Đúng vậy, nhưng mà Kryon, thế còn kiếp sau thì sao? Tôi lại phải làm lại tất cả từ đầu ư? Bởi vì ông đã nói con người sinh ra là có nghiệp cơ mà. Giờ thì bạn bắt đầu hiểu ra một chân lý vĩ đại. Bạn nên được biết về nó. Chúng tôi đã không bàn đến nó trước đây, và nó có liên quan tới DNA của các bạn. Khi các bạn rời khỏi hành tinh này, và để quay trở lại với phần bên này của tấm màn cùng với tôi, các bạn đã được hòa mình vào với bình an của Thượng Đế. Và khi tất cả các phần này đều quay trở lại, bạn lại một lần nữa thực hiện quá trình trói buộc chính mình, để rồi tái sinh một lần nữa. Bạn lại tách mình ra. Bạn không thể chờ đợi để quay trở lại trái đất được nữa kìa. Một lần nữa, bạn lại mặc lấy Akash cổ xưa của mình. Mặc dù sinh học có thể khác biệt, có thể tươi mới, có thể là một chủng tộc hoàn toàn khác, thậm chí là một nền văn hóa khác, một giới tính khác, bất kể đó là gì, Akash thiêng liêng cổ xưa của bạn vẫn luôn là như cũ, và bạn đến cùng với nó, và nó là một bộ ghi nhớ về những điều bạn đã làm, những quyết định bạn đã ra. Và tôi muốn nói với các bạn rằng việc buông bỏ nghiệp khi đã được ghi nhớ lại, thì bạn sẽ không còn mang theo nghiệp vào cuộc sống nữa. Thật là thâm sâu, có phải không? Tôi muốn nói với các bạn rằng, trong cái nhóm của những người khôn khéo đang có mặt ở đây trước mặt tôi, dù sự chuyển đổi mới bắt đầu, thì đã có 7 người trong số các bạn tái sinh và không còn nghiệp. Và bạn biết bạn là ai, vì đã chẳng có khó khăn nào trong gia đình bạn cả. Một gia đình đã sạch nghiệp, và nó đã được lên thiết kế như thế, và chẳng có vấn đề nào cả. Bạn có thể nghĩ gia đình của bạn không có giác ngộ cho lắm, nhưng họ sẽ chúc phúc cho bạn khi bạn ra quyết định. Bạn có thể hỏi, nhưng làm cách nào mà tôi lại trở nên sạch nghiệp ngay trước khi sự chuyển đổi bắt đầu cơ chứ? Tôi sẽ nói đó là vì những linh hồn già, các bạn đã thực hiện việc này từ rất lâu rồi, cũng như việc có những đứa trẻ Indigo đã 60 tuổi. Đó là bởi vì việc này không xảy ra đến với hành tinh một cách ồ ạt ngay tức khắc. Họ lẻn vào dần dần, nhưng cái cách mà mọi thứ hoạt động là như vậy, và đó cũng là cái cách mà chúng tôi thực hiện. Vì vậy, những linh hồn già đang ngồi ở đây, những người có trực giác đặc biệt sắc sảo, những người đã làm công việc này từ rất lâu rồi, các bạn biết rồi mà, phải không? Các bạn biết tôi đang nói chuyện với ai, có phải không? Bạn có thể cảm nhận được chứ? Rất nhiều người trong số các bạn đã phải thực hiện sự chuyển đổi và rời bỏ gia đình của mình. Đây là tính trường tồn của DNA, và nó có nghĩa là khi bạn phá vỡ nghiệp, nó đã được lưu lại. Và lần tái sinh tiếp theo của bạn sẽ dễ thở hơn rất nhiều, nhưng bạn cũng đã biết rồi, có phải không? Vì vậy, bây giờ là lúc để xua tan cái phần thuộc về chiều kích thứ ba mà nói rằng tôi không muốn tái sinh đâu, bởi vì cuộc sống này khó quá. Các bạn thân mến, tôi muốn nói với các bạn, nó không khó sống lắm đâu. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể hình dung có thể xảy ra cho đời mình là gì? Hãy thực tế lên nào. Bởi vì giờ đây tôi đang nói chuyện với một vài người có mặt ở đây, những người mà những điều tồi tệ đã xảy đến cho họ. Bạn nghĩ rằng tôi không biết các bạn là ai ư? Đang là ai? Và những khả năng mà bạn có thể đã chọn lựa ư? Tất cả là để xô đẩy bạn vào cái nơi để cho bạn không còn bao giờ còn phải trải nghiệm lại việc đó lần nữa. Không phải đời này, không phải đời sau. Những khả năng về những gì bạn có thể làm đã tồn tại từ trước khi bạn tới được nơi này. Không có điều gì được khắc vào đá cả đâu. Bạn có thể thay đổi nó bất cứ khi nào bạn muốn. Nhưng những lightworkers, những người mà sẽ quay trở lại
sau khi sự chuyển đổi này kết thúc sẽ là những người tràn đầy sức mạnh. Tôi muốn nói với các bạn điều này để vào thời khắc, vào cái thời khắc mà bạn sẽ rời khỏi hành tinh này vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn yêu quý nơi này biết bao. Và rồi bạn sẽ trở lại. Và bạn sẽ trở lại cùng với những người khác, những người cũng yêu quý nơi này. Và các bạn có thể gặt hái được rất nhiều điều mà không cần phải gặp phải những vấn đề như bạn đang phải đối diện vào lúc này. Đây là tin tốt lành, có phải không? Vì nó nằm trong DNA, đã được chứa đựng trong phần lượng tử của cuộc đời mà bạn đã sống. Những điều mà bạn đã hành động có liên quan tới những người khác. Không phải tất cả các bạn gần đây mới thức tỉnh. Một vài người đã thức tỉnh từ lâu rồi. Nhưng cứ để chúng tôi nói chuyện với những người chỉ vừa đang thức tỉnh vào lúc này. Các linh hồn già, tới khi nào các bạn trở nên thoải mái hoàn toàn với trí tuệ của mình, lúc mà bạn không cần phải cố gắng hiểu mọi thứ một lần nữa, bạn sẽ giống như những linh hồn già nhất trong căn phòng này. Vì đây là kinh nghiệm thuộc về lượng tử, chứ không phải thuộc về thước đo chiều dài thời gian. Bạn sẽ nhớ ra bạn là ai và chấp nhận tất cả sự linh thiêng đang nằm trong DNA của bạn cùng một lúc. Tôi muốn nói có những người chỉ vừa mới bắt đầu thức tỉnh đi trên con đường này trong căn phòng này. Những người này rồi có thể trở nên rất thông thái. Và rồi sẽ có rất nhiều người quay sang nhìn và hỏi bạn, làm thế nào mà bạn biết được những điều mà bạn đang biết thế? Bạn chỉ vừa mới bắt đầu, trong khi tôi đã đi trên con đường này từ rất lâu rồi. Và đó là tư duy của chiều kích thứ ba, có phải không? Đó là thành kiến của các bạn. Trong trạng thái lượng tử, mọi việc không diễn ra như vậy đâu. Có những người trong căn phòng này có thể lấy lại năng lượng shaman của mình trong vòng một thập kỷ. Và họ trở thành những người mà bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể trở thành. Toàn bộ tính cách của con người bạn đều thay đổi. Nó vừa ở trong không gian của mình, cũng vừa giúp đỡ nhân loại theo cái cách mà bạn không thể tưởng tượng ra vào lúc này. Và một vài người trong các bạn đã cảm nhận được năng lượng đó. Có những người nói rằng, tôi đã quá già, và cả tư duy này cũng sẽ thay đổi nốt. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần rồi. Cái cách làm sao mà DNA thay đổi đồng hồ của cơ thể để nó không già đi nhanh chóng như vậy. Nhưng có một quá trình mà tôi muốn giải thích cho các bạn một cách rõ ràng hơn, để bạn có thể hiểu được nó hoạt động ra sao, liên quan tới cái mà các bạn gọi là sự giác ngộ, cái mà các bạn gọi là sự biến đổi tế bào, cái mà các bạn gọi là sự chữa lành. Có một quá trình mà chúng tôi chưa bao giờ bàn tới, cho tới tận bây giờ. Hãy cùng xem lại nhé. Tôi đã nói về Elijah và cách mà Elijah đã xem chính mình chuyển hóa đến mức mà Elijah có thể nhìn thấy Thượng Đế, bản thể Thượng Đế của bản thân mình. Và ông ta đã thăng lên. Chúng tôi đã kể về điều này rất nhiều lần để chỉ cho bạn thấy về một người trần mắt thịt đã có thể tập hợp lại những mảnh ghép bị tách rời khi anh ta sinh ra. Và tất cả những gì Elijah nhìn thấy đó là ánh sáng. Và ông ta đã gọi nó bằng cái tên ở trong tiếng Do Thái, gọi nó là Merkaba. Merkaba nghĩa là một phương tiện bạn có thể lái. Đó là năng lượng để thăng lên. Và giờ chúng tôi nói với các bạn, nó chỉ đơn giản là trường năng lượng của DNA khi đã được kích hoạt hoàn toàn. Bởi vì khi bạn kích hoạt toàn bộ DNA của mình, Akash từ ở mức hoạt động 30% sẽ được nâng lên mức 100%. Elijah đã làm như vậy.
Những bậc thầy đã sống trên mặt đất này đều đã kích hoạt DNA của mình theo cái cách thiêng liêng tới mức 80. Nếu nó đã đạt đến mức 100% thì bạn sẽ chẳng thể tồn tại ở đây được nữa, vì từng phần của bạn không thể kết nối lại được. Thật khó giải thích cho các bạn nghe vì nó có vẻ mô phạm quá. Nói cho đơn giản thì vấn đề không phải là về bao nhiêu phần trăm đã được kích hoạt, mà là về sự chuyển đổi rung động. Chúng tôi chỉ có thể nói cho các bạn một cách ẩn dụ, đó là khi chúng tôi đang nói chuyện ở đây, DNA của mỗi người trong các bạn khác nhau. Có một trường bao quanh các bạn với bề rộng tầm khoảng 8 mét, và đó là trường tâm thức của các bạn. Đó là tập hợp của hơn 300.000 tỷ những phần của DNA. Có một trường bao quanh các bạn, đó là trường DNA. Đó là trường tâm thức, không phải là tâm thức não bộ của bạn. Nó thuộc về sinh học, nó thuộc về lượng tử của DNA. Có một phần đệm, nơi tiếp giáp, vừa có tính sinh hóa và cũng vừa có tính lượng tử, và nó không được mã hóa trong các phần protein của DNA. 90% những điều mà khoa học không hiểu được chính là phần lượng tử này. Giờ tôi lại nói về điều này một lần nữa bởi vì nơi chúng ta đang đi đến, và điều mà chúng tôi muốn nói với các bạn là điều mà bạn cần phải biết bởi vì nó rất thực tế. Sự chuyển đổi này đang tạo ra những cơ hội để biến đổi DNA. Và những cơ hội này bắt đầu với những ý định có ý thức. Khi tâm thức của một con người bắt đầu hiển linh, nghĩa là có một sự biết, một sự nhận ra, một sự thật được biểu hiện, những sự giác ngộ. Có những khía cạnh mà các bạn nên biết. Một là nó thường sẽ làm cho bạn phát khóc lên. Và tôi sẽ nói cho các bạn tại sao lại như thế. Dù là bằng lời của người cộng sự của tôi muốn các bạn nghe điều này vì các bạn đang nhớ ra các bạn là ai. Và đó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt diệu, một sự hiển linh khi các bạn nhớ ra Thượng Đế ở bên trong bạn. Và bạn nhớ lại sức mạnh mà bạn vốn có, và bạn nhớ ra làm sao bạn có thể chữa lành cho chính mình, làm sao bạn có thể trở nên luôn vui tươi, làm sao để thay đổi cấu trúc tế bào của mình. Các bạn nhớ lại mình làm chủ, và bạn sẽ hiểu được và sẽ khóc. Bây giờ thì bộ não của con người, tâm thức của con người, DNA của con người không hề có một phím xóa đi. Bạn không thể xóa những điều bạn đã biết. Hãy nghe tôi nói lại một lần nữa nhé. Bạn không có cách nào để xóa đi những kinh nghiệm mà mình đã biết. Bạn đang không phải xử lý một cái máy tính, và nguyên do đó là bởi vì sự hiển linh đó chỉ vừa mới thay đổi toàn bộ bộ nhớ Akashic của bạn. Nó thay đổi cấu trúc tế bào. 300.000 tỷ phân mảnh DNA vừa mới biến đổi cùng với tâm thức của bạn. Trong trạng thái lượng tử, cũng giống như lưới tinh thể của trái đất, giống như hàng sáng tạo vậy, DNA của bạn khi ở trong một trạng thái của Akash, nó giữ những rung động, nó giữ những thông tin, và tất cả những gì bạn đã làm, nó đều ghi nhớ. Và rồi bạn biết điều mà bạn không biết vào một giây trước đó. Và giờ, hãy để tôi nói với các bạn bước tiếp theo sẽ là gì. Đây là một điều quan trọng. Điều đầu tiên là tâm thức chỉ vừa mới biến đổi vật chất vì sinh hóa đã thay đổi. Nó đã tự sắp xếp lại chính mình. Bạn sẽ không thể quan sát thấy dưới kính hiển vi, cũng như bạn chẳng thể nhìn thấy phần lượng tử của hơn 300.000 tỷ những hóa chất có mặt trong DNA của bạn. Nó ẩn giấu, đó là vì nó thuộc về đa chiều kích. Nó không phải là một proton hay những thứ liên quan mà bạn đã quan sát thấy được bằng mắt thường trong chiều không gian thứ ba. Để tôi nói với các bạn điều này,
sẽ có một ngày có một thiết bị có thể nhìn thấy năng lượng đa chiều kích. Khi nào các bạn có được nó, tôi mời các bạn hãy sử dụng nó và quan sát DNA của mình trước tiên, để rồi phải lùi lại. Vì nó sẽ mở cho các bạn nhìn thấy được bộ gen của loài người với những khuôn mẫu của nó. Mỗi người một cách khác, nhưng bạn có thể quan sát thấy được. Và khi bạn ra quyết định về tâm linh của chính mình thì khuôn mẫu gen sẽ thay đổi. Giờ thì tại sao tôi lại nói với các bạn điều này? Thứ nhất, đó là để cho các bạn biết mỗi quyết định của bạn cũng đều có một khía cạnh vật lý. Đó là lý do bạn không thể xóa bỏ nó được. Bạn có thể phủ nhận nó đấy. Bạn có thể giả vờ rằng chúng đã không xảy ra. Bạn có thể trở nên rất mất cân bằng. Nếu bạn muốn, bạn sẽ chết sớm hơn một chút. Nhưng một khi bạn đã biết, bạn không thể không biết được, vì sự thật là sự thật và nó ở cùng với bạn. Bất kể điều người ta đang nói với các bạn vào ngày hôm nay đó là gì, bạn có thể nhận biết về sự thật này. Và về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng tôi cũng chưa từng bàn tới. Giờ thì chúng tôi sẽ nói về sự phân chia tế bào trong chiều không gian thứ ba, và nó sẽ giải thích cho việc khai thác Akash của bạn. Mining the Akash. Tất cả đều bắt đầu với ý định. Thánh Linh ơi, hãy cho tôi biết điều tôi cần làm nằm trong bộ nhớ Akash của tôi mà có thể mang ra được. Liệu đó có phải là sự chữa lành? Liệu đó là sự chuyển đổi tâm thức? Liệu đó có phải là một tài năng mà tôi cần? Liệu đó có phải là một sự mắc kẹt và tắc nghẽn mà tôi cần phải xóa bỏ? Chúng tôi đã giải thích điều này trước đây rằng đừng cố nói chuyện với DNA và cố lấy ra cái mà bạn nghĩ rằng nó có. Vì bạn chẳng biết DNA có gì đâu, phải không? Không, bạn không thực sự biết đâu. Nhưng DNA của bạn thì biết đấy. Tâm thức của DNA tách biệt khỏi tâm thức của chính bạn. Macabre biết. Nó biết bạn đang làm là nói chuyện với chính Akash ở tốc độ tế bào của mình. Các tế bào ơi, hãy cho tôi biết điều tôi cần biết vào lúc này từ trong Akash của chính tôi. Nếu trong cơ thể của bạn đang có bệnh, nó đều nằm ở tế bào, nó ở chiều kích thứ ba, và bạn có thể quan sát thấy nó ở dưới kính hiển vi. Và bạn đang yêu cầu cơ thể chính mình hãy tạo ra những tế bào mà không có bệnh tật, dựa trên một kiếp sống mà bạn đã sống trước đây và bạn đã có được nó. Bạn đang yêu cầu cơ thể hãy dần tái tạo từng tế bào một mà không chứa bệnh tật. Nếu bạn có một sự tắc nghẽn, bạn đang yêu cầu cơ thể tái tạo lại tâm thức không còn có sự tắc nghẽn này nữa. Nếu có điều gì mà bạn không thể quên đi, nếu có một điều gì đó làm cho bạn phải gặp ác mộng mỗi đêm, nếu có ai đó mà bạn không thể tha thứ được, bạn nghĩ là tôi không biết ai đang có mặt ở đây sao? Tôi đã quyết định nói chuyện với các bạn một chút, vì chúng tôi yêu các bạn. Bạn có hiểu không? Chúng tôi không chỉ đích danh bạn ra, nhưng bạn biết. Bạn có muốn được nghĩ về một người mà bạn không còn cảm thấy ghét bỏ người đó, không còn cảm thấy bị phản bội, và chỉ thấy những điều phù hợp, thấy tình yêu của Thượng Đế? Đó là một điều thật bình an, có phải không? Những cơn ác mộng rồi sẽ chấm dứt. Tôi muốn nói với các bạn trước khi các bạn rời khỏi căn phòng, chúng ta hãy cùng làm với nhau. Nếu bạn có đủ dũng khí để nói rằng, đây là điều tôi muốn, các tế bào thân mến, tôi không biết phải làm sao để cho nó xảy ra theo cái cách mà bạn biết, tôi sẽ tin tưởng vào đấng thiêng liêng ngự bên trong tôi và linh hồn già sẽ mang đến, và mỗi ngày tôi sẽ đều lặp lại điều tôi đang yêu cầu và tôi sẽ cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Giờ thì tôi sẽ nói cho các bạn nó hoạt động ra sao. Cơ thể của các bạn không chỉ là những sinh hóa mà thôi thuộc về chiều kích thứ ba đâu.
có một sự hiểu biết sâu sắc nhất mà bạn có về cơ thể của chính mình. Đó là sự trẻ hóa, và đó sẽ trở thành một ngành nghiên cứu riêng. Vì sao cơ thể chỉ tái tạo? Nó rất trì trệ. Chỉ cho các bạn vài năm ngắn ngủi ở đây rồi thì kết thúc. Bạn có biết rằng tất cả những điều này có thể thay đổi được không? Khi bạn xem xét lịch sử cổ đại và bạn biết rằng có những người sống tới tận 900 tuổi, bạn có nghĩ rằng đó có thể là một sự nhầm lẫn ư? Để tôi nói cho các bạn, hoàn toàn không phải nhầm lẫn gì đâu. Đó là cấu trúc tế bào của cơ thể. Nó có cơ cấu phân chia hiệu quả hơn cơ thể bạn rất, rất nhiều mà thôi. Người cộng sự của tôi nói rằng, liệu có phải là con người đã đánh rơi mất điều gì đó chăng? Thật vậy, thật vậy. Liệu tâm thức có thể thay đổi sinh hóa tới mức độ mà bạn có thể sống lâu hơn, không hề có tuổi và khỏe mạnh hay không? Có đấy. Tại sao bạn không thực hiện nó bây giờ luôn đi? Hãy để tôi nói cho các bạn nó hoạt động ra sao. Mỗi tế bào của con người, của từng cơ quan nội tạng, với dấu ấn sinh hóa riêng của chính nó sẽ phân chia. Và đó là cách mà các bạn trẻ hóa. Mỗi cơ quan của cơ thể đều trẻ hóa, da trẻ hóa. Và đó là cách mà các bạn đã được thiết kế để sống một cuộc đời rất lâu. Bây giờ thì vào ngay cái lúc mà các tế bào bắt đầu phân chia và làm trẻ hóa chính mình. Nếu như nó không bị tác động, có nghĩa là không hề có một ý định có ý thức nào, thì quá trình tự động xảy ra. Khi các tế bào phân chia thì luôn luôn có một sự truyền thông xuyên khắp cơ thể vào mọi lúc. Nếu bạn có thể làm chậm quá trình truyền thông này và làm cho nó có một tính cách hay là những lời nói, vào cái lúc một tế bào sắp sửa phân chia, nó đã sẵn sàng và nó biết rõ phải tự trẻ hóa chính mình ra sao, sử dụng telomeres cùng với cấu trúc DNA và tất cả những phân tử đã sẵn sàng xuất phát. Và ngay tại thời điểm đó có một câu hỏi. Một câu hỏi được gửi ra từ Akash của tế bào. Trong một khắc của giây, một tế bào nói với năng lượng đang sắp sửa đến mà rồi sẽ trở thành bản sao được phân chia của nó. Và câu hỏi là, làm giống vậy luôn hay sao? Làm y vậy luôn hay sao? 99,9% mỗi lần phân chia đều là giống nhau. Nếu không có ý định có ý thức về việc thay đổi nên như thế nào, thì cơ thể sẽ tự động thực hiện công việc của chính mình. Nó tự sống theo thời gian sống của chính mình, và sinh hóa sẽ tự vận hành theo cách riêng của nó. Nhưng nếu vào đúng lúc đó bạn hòa nó vào với ý định có ý thức của con người, bạn chỉ vừa bước vào ngay cái quá trình ra quyết định, và câu hỏi sẽ trở nên sắc sảo hơn. Bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang nói lòng vòng, chính vì vậy mà tôi sẽ nói một thứ có tính thực dụng hơn. Anh bạn cộng sự, hãy nói cho chuẩn nhé. Hãy làm cho nó chậm lại. Con người sử dụng tâm thức để nói, tôi cần giúp đỡ. Ở bên trong Akash là một linh hồn già với dấu ấn sinh học, và nó nằm ở trong mỗi DNA. Dù cho dấu ấn của tế bào gốc có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng nằm ở đó bên trong mỗi phần của DNA, mỗi kiếp sống. Và bạn chỉ vừa trao cho nó một ý định để thay đổi bản thân nó, để buông bỏ những sự tắc nghẽn, giúp cho sự chữa lành được xảy ra tốt hơn, để thay đổi tâm thức, có lẽ là để lấy lại một năng khiếu cũ, và rồi câu hỏi sẽ trở nên phức tạp hơn. Thứ nhất, nó sẽ hỏi, có thay đổi hay là không? Và rồi, nó nhận được câu trả lời, hãy thay đổi, nó không còn giống như trước nữa. Và rồi nó hỏi, lần phân chia này cần phải xảy ra như thế nào để làm cho tôi mỗi lúc một trở nên khác biệt, tạo ra những sự thay đổi mà con người vừa mới yêu cầu tâm thức thực hiện đây? Và vào khoảnh khắc đó, các tế bào bắt đầu phân chia theo cái cách
hoàn toàn khác trước. Nó bắt đầu tạo ra cái mà bạn đã yêu cầu. Bởi vì DNA biết rằng có một trí tuệ ở bên trong Merkaba. Bên trong trường DNA bao quanh bạn, trí tuệ ấy biết tất cả về bạn là ai. Nó phân tích ý định và rồi bắt đầu thay đổi mỗi một tế bào trong quá trình phân chia, thay đổi từng cơ quan khi nó phân chia trong một quá trình chậm chạp, có thể là vài tháng, vài năm. Cần bao nhiêu thời gian để con người có thể có một cấu trúc tế bào mới? Thời gian đều là khác nhau tùy thuộc vào các loại cơ quan. Và với thời gian và với mỗi câu hỏi được lặp lại hàng triệu triệu lần, thay đổi hay là không? Thay đổi hay là không? Và giờ thì bạn đã biết cơ chế hoạt động ra sao, và bạn sẽ không thể được chữa lành ngay tức khắc theo cái thang đo này đâu. Bạn sẽ phải dần dần được thay đổi. Sự thay đổi mà bạn đã yêu cầu sẽ không xảy ra qua chỉ một đêm, vì các tế bào phải phân chia và tạo ra những thay đổi mà bạn đã yêu cầu để khai thác Akash. Tâm thức của bạn phải tiếp tục yêu cầu, hãy cho tôi cái tôi cần và các tế bào sẽ tiếp tục làm như thế. Nó sẽ giống như một câu mantra vậy. Không phải là cơ thể không nghe thấy, mà có thể là vào ngày hôm sau khi bạn yêu cầu thì cơ thể đã khác rồi. Có những người trong căn phòng này đã thực hiện việc này và họ đã tự chữa lành mình khỏi những bệnh tật. Có những người sẽ hỏi, một vài người trong số các bạn đã bắt đầu yêu cầu từ rất lâu. Tôi sẽ nói rằng quá trình này diễn ra chậm chạp, vậy nên hãy bình tĩnh. Và rồi bạn sẽ thấy được, vì sẽ có ngày khi bạn bắt đầu nhìn thấy được sự khác biệt. Và bạn sẽ nói với chính mình, có hiệu quả rồi, có hiệu nghiệm rồi. Sẽ không khác gì với thời điểm mà bạn ra quyết định rằng bạn sẽ thay đổi bản thân mình đâu. Bạn muốn giảm bao nhiêu cân đây? Và rồi nó xảy ra từ từ. Nó chậm chậm. Nhưng khi bạn bắt đầu nhìn thấy được kết quả, bạn sẽ nhảy cẫng lên. Sao bạn phải chờ đợi? Hãy đi vào trong lượng tử một chút. Tất cả chúng ta hãy cùng đi và cùng nghĩ xem bạn muốn đạt được điều gì ở cấp độ tế bào. Sẽ không cần phải cái gì vĩ đại lắm đâu. Mỗi người các bạn, có thể bạn muốn cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế thêm một chút nữa trong cuộc đời mình. Có thể bạn muốn khai thác Akash của mình và lấy về cho mình một phiên bản con người thông thái hơn. Có thể bạn muốn có thêm năng lượng sống, có nghĩa là bạn sẽ phải đi mang người lực sĩ ở bên trong bạn về. Tất cả đều có mặt ở đó. Tất cả đều đã có mặt ở đó. Hỡi các linh hồn già yêu quý, các bạn đã sống qua rất nhiều kiếp sống, rất nhiều khía cạnh đã tạo nên bạn. Và giờ đây bạn có thể bắt đầu hiểu được tại sao chúng lại có mặt ở đó. Rất đa dạng. Tất cả đều nằm bên trong kho chứa của bạn. Một rương châu báu khổng lồ chứa đựng cuộc sống và các kinh nghiệm mà bạn đã có trên hành tinh này, cả ở hai giới tính. Thật tuyệt diệu là giờ bạn cũng đã biết tại sao nó lại như vậy, và từ từ bạn sẽ bắt đầu biến đổi. Hãy đi đến với nó, dù cho nó có là gì. Bạn hãy hình dung điều mà bạn chọn lựa để trở thành, và đó chính là những chỉ dẫn của bạn. Bạn không cần áp đặt một mục tiêu tới một lớp của DNA nào cả. Bạn không cần nhắm tới một thứ gì hay một nơi chốn cụ thể nào. Hãy cứ nhìn vào kết quả. Bạn hãy hình dung, và bạn hãy nói với cơ thể của mình, tôi là một mảnh của Thượng Đế, và tôi đang học để trở nên lượng tử hơn trong cái trạng thái đa chiều kích. Và tôi tuyên bố điều tôi có thể thực hiện được. Hãy thay đổi nó đi. Đó không phải là một yêu cầu. Đó là một dấu ấn của hành động của một người lãnh đạo, các tế bào của chính mình, đang chỉ đạo cho các tế bào. Hãy thay đổi. Bạn đang trực tiếp chỉ đạo cho cơ thể của mình. Bạn thay đổi câu hỏi khi tế bào nó phân chia.
Nhân tiện đây, câu hỏi này có thể được quan sát bằng khoa học đấy. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết làm thế nào, nhưng khi các bạn làm được điều đấy, bạn sẽ biết được. Đó là một khám phá hoàn toàn mới mẻ về cách thức các tế bào phân chia và chúng làm gì ngay trước khi chúng phân chia. Chúng phát ra một thứ mà vẫn chưa được nhìn thấy. Và khi các bạn khám phá ra được, hãy nhớ về ngày hôm nay, cái ngày tôi đã giải thích cho các bạn biết được điều này. Quyết định đó là sẽ làm y như vậy hay là làm khác đi. Tôi mang tới kiến thức này cho bạn trong tình yêu thương. Chúng vẫn còn mông lung và chưa thể được chứng minh. Nhưng thật ra, liệu có cần phải chứng minh không? Khi bạn đã biết bằng trí tuệ của chính mình. Đúng vậy, bằng trí tuệ của chính bạn. Cái phần mà cân nhắc liệu điều này có thật hay là không, và nó là sự thật. Cơ thể cảm xúc của bạn đã luôn biết về điều này. Và như thế là đủ. Bạn sẽ làm gì với thông tin này đây? Bạn đã yêu cầu cơ thể mình làm việc gì ngày hôm nay rồi? Tôi muốn bạn nhớ lại một điều. Bạn không thể hoàn tác nó được. Bạn đã bắt đầu yêu cầu gì chưa? Nó có phải là ý định thuần khiết hay là không? Bạn đã thực hiện chưa? Lời mời gọi được để mở. Với ý chí tự do và tự do chọn lựa, bạn có thể thay đổi cấu trúc tế bào của chính mình. Và đây là lời mời gọi dành cho tất cả những ai đã đến đây với những vấn đề và muốn có được giải pháp. Tôi chỉ vừa trao nó cho các bạn. Và nó đây. Cấu trúc tế bào của các bạn sẽ thay đổi. Bạn hãy cứ chờ đó mà xem. Nó có thể làm những gì? Tôi muốn các bạn hãy nói cho người khác biết, không phải theo cái cách một người đi truyền đạo. Chỉ cần nói, tôi vừa phát hiện ra một điều có hiệu quả lắm. Và khi người ta hỏi bạn, làm cách nào bạn đã chiến thắng bệnh tật? Làm cách nào mà bạn lại trở nên khác biệt đến thế? Làm sao mà bạn lúc nào cũng tươi vui như thế? Điều gì đã làm bạn luôn tươi cười? Bạn có điều gì mà tôi không có vậy? Và đó là lúc bạn có thể kể ra. Nó thật tuyệt đẹp. Nó nói về tình yêu của Thượng Đế nằm ở bên trong bạn. Nó cho biết ý nghĩa thực sự của sự chuyển đổi năng lượng. Đó là khi con người khám phá ra quyền làm chủ. Sẽ chậm rãi qua từng thế hệ. Các bạn sẽ tạo nên một trái đất an bình. Đó chính là tiềm năng mà chúng tôi đã nhìn thấy suốt 20 năm. Dù cho nó có chậm đến đâu, hay là dù cho bạn có nghĩ bạn đã thấy gì ở xung quanh chính mình trong chiều kích thứ ba, có nhiều điều đang chuyển động mà bạn không hề hay biết. Nó tuyệt vời lắm. Tôi là Cryon, đến phục vụ cho từ trường trái đất, và tôi sẽ ở nơi này suốt đêm nay. Vào sáng mai khi các bạn quay trở lại, tôi sẽ tiễn bạn ra cửa. Và khi bạn về đến nhà, ăn cùng một bữa cơm, tôi cũng sẽ vẫn có mặt ở đây cùng với người cộng sự của mình. Bạn không thể bắt tôi ở một nơi được, vì tôi thuộc về các bạn. Tôi là một phần của sự bình an của Thượng Đế. Tôi ở trong DNA của các bạn. Và bất cứ khi nào bạn muốn cảm nhận được bình an, bạn chỉ cần yêu cầu mà thôi. Đừng ngạc nhiên khi thấy tình yêu của Thượng Đế tuôn chảy bên trong bạn, làm cho bạn phải nở một nụ cười. Vì những người làm chủ, những bậc thầy đều làm như thế đấy. Và đó là thông điệp của ngày hôm nay. Các bạn có thể like, subscribe và ấn nút chuông để mình có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của Cryon. Bạn có thể hỗ trợ cho công việc dịch thuật các thông điệp của Cryon bằng cách donate cho channel với thông tin tài khoản nằm ở phía dưới description. Cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.